Chào mọi người ạ. Giờ có nhiều anh chị là nhắn tin hỏi mình là giá quần tây bên mình như thế nào, cách đặt may, cách chọn size cho quần may sẵn như thế nào và cách chọn loại vải quần tây nào cho nó phù hợp. Trước tiên trong video này thì mình sẽ nói về quần may sẵn và cách lấy số đo. Câu hỏi mà mọi người thường hỏi mình nhất là bên mình có bán quần may sẵn không ạ? Thì bên mình đáp ứng hầu như tất cả các yêu cầu mà khách hàng đưa ra, từ size gì, kiểu gì, màu gì và loại vải gì ạ. Để có một chiếc quần đẹp đúng như sở thích của mình thì các anh chị chỉ cần gửi cho mình là thông số cơ thể, mình chỉ cần các anh chị là gì chụp hình, chụp hình cái mẫu mà mình yêu thích và gửi qua cho mình thì mình xem và nhìn nhìn đó, và thì mình nhìn đó là mình sẽ biết mẫu gì và may như thế nào. Còn về loại vải thì các anh chị chỉ cần cho mình biết là đặc điểm loại vải mà anh chị thích, ví dụ như là vải dày hay mỏng, vải co giãn hay không, vải cái gì cái mình vải nó mỏng, nó mịn hay là nó gì nó có sớ, thì mình sẽ chọn loại vải phù hợp với sở thích của anh chị và đồng thời nó gì nó phù hợp với kiểu quần, nó phù hợp với kiểu quần mà anh chị chọn nữa. Còn về thông số thì các anh chị càng cụ thể về số đo thì sản phẩm nó càng chính xác ạ. Nhưng mà tối thiểu thì mình phải gì phải biết gì size, size quần của mình mặc là bao nhiêu, chiều dài là bao nhiêu và chiều cao và cân nặng, đó là tối thiểu là phải biết bốn bốn đặc điểm như vậy, là lưng bao nhiêu, lưng này size bao nhiêu ha, và chiều dài là bao nhiêu, và số đo của chiều cao và cân nặng, là ít nhất là phải biết được chuyện đó. Đó là trường hợp anh chị nào không có thước dây, còn ai có thước dây thì mình sẽ hướng dẫn cách lấy số đo đơn giản nhất, chính xác nhất và có một chiếc quần đẹp nhất. Thì thước dây này thì mình có thể mình mua ở cửa hàng phụ liệu may, hoặc là mình mua ở nhà sách nào nó cũng có bán. Thước dây này chỉ có vài ngàn thôi. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn về cách lấy số đo trên cơ thể người ha. Trước tiên thì mình sẽ đo phần lưng quần. Thông thường thì lưng quần mình sẽ đo trên rốn khoảng là 2 đến 3 cm, là quần mặc vừa ha. Những quần mình mặc như thế này là trên rốn khoảng là 2 đến 3 cm. Thì đây, thước dây thì thường thường nó sẽ có hai mặt. Mặt này là mình tính theo gì? Size, số lớn là size, còn số nhỏ là cm ha. Số nhỏ là cm, số lớn là size, và mình hiện giờ thì mình sẽ xài gì? Cm. Mình không xài size ha. Mình sẽ đo lưng quần. Đây. Sẽ đo phần lưng này. Nó trên rốn khoảng là 2 đến 3 cm, là quần lưng vừa ha. Thì đây mình đo. Mình không đo trên chiếc quần mình mặc ha, mình đo dưới. Đây đây. Mình sẽ đo như thế này. Mình không có đo chồng lên mình không có đo chồng lên quần mình mặc ha, mình không có đo chồng lên quần mình mặc ha, mà mình đo dưới. Đây mình đo dưới quần mình mặc ha. Đây. Bao nhiêu mình sẽ đo sát như vậy ha. Mình sẽ đo sát, mình sẽ không riết và mình sẽ không lỏng quá ha, mình bình thường. Bình thường như vậy ha. Rồi. Đó là phần lưng quần. Còn ai mà mặc quần đáy xệ thì mình sẽ đo gì ngang rốn hoặc là dưới rốn 1 đến 2 phân là quần đáy xệ. Quần lưng vừa thì mình sẽ đo trên rốn khoảng là 2 đến 3 cm. Còn quần lưng xệ thì mình sẽ đo ngang rốn hoặc là dưới rốn 1 đến 2 cm. Còn đối với những người bụng phệ thì sao ạ? Người bụng phệ thì thường thường là họ sẽ mặc dưới dưới phần bụng phệ này, thì mình sẽ đo gì ở cái dưới phần bụng phệ này ha. Có ít có ai mà mặc gì bụng phệ mà mặc ở trên bụng này lắm ạ. Đa số là chỉ có những người lớn tuổi, già lớn tuổi thì họ mới may, họ mới mặc quần mà bụng phệ mà mặc cái lưng ở trên này, trên bụng này ha. Còn đa số là họ sẽ mặc gì thế này, sẽ mặc cái gì này, bụng phệ thì họ mặc dưới cái phần bụng phệ, thì mình cũng đo y chang như vậy ha. Còn bây giờ thì mình sẽ đo chiều dài, và mình đo phần chiều dài thì mình sẽ gì, mình sẽ để thước dây đây. Lưng mình đo đâu thì mình sẽ để thước dây đó ha. Nếu mình may quần bình thường như mình thì mình sẽ để lưng ngay đây, ở chỗ phần lưng ha. Còn xệ thì mình sẽ để xuống dưới này, mình để xuống dưới này. Còn mình đo vừa thì mình để ở chỗ này, chỗ này ha. Thì đây mình kéo xuống, mình kéo xuống tới phần gì, phần gấu của mình, mình kéo xuống tới phần gấu của mình ha, và mình giữ lại, mình kéo xuống phần gấu của mình và mình gì, mình giữ lại chỗ này. Chứ không thì mình cúi xuống thì thực ra nó sẽ cúi theo mình thì nó sẽ không chính xác ha. Thì mình sẽ giữ lại đây, mình sẽ giữ lại phần gấu này. Mình để tay mình thẳng đây, mình giữ đây, mình giữ đây ha. Và cuối cùng là mình sẽ gì, mình sẽ cúi xuống đây. Là mình thích đo tới đâu, mình thích mặc tới đâu thì mình sẽ đo tới đó ha. Mắt cá thì mình sẽ đo mắt cá, mà thường thường là quần nam thì mình sẽ đo vừa chấm gì qua mắt cá, vừa chấm đất là mình mang giày vô là vừa ha. Và tiếp theo nữa là phần gì, phần mông. Và tiếp theo nữa là phần mông ha. Mông thì mình sẽ đo tròn qua phần mông, chỗ nào mà cao nhất của mông
chỗ nào cao nhất của bông hoa thì mình sẽ để vào đây đó, chỗ nào to nhất của bông là thì mình sẽ cho thức dây qua đó ha, và mình để như thế này, mình để thức dây nó không có quá gì, không quá chặt mà nó cũng không có quá rộng ha, nó vừa để mình xê xích được là được ha. Đây là mình sẽ lấy được gì ạ, bông mông. Bây giờ nữa là mình gì là phần gì, phần vế từ trên đáy này xuống khoảng là 10 cm, xuống khoảng 10 cm thì mọi người sẽ cho phần vế hết cho mình. À đây, đây thì mình sẽ được gì ạ, vế. Vậy thì cách này, vậy là cách này mình chỉ cần bốn thông số thôi, đó là lưng, chiều dài, bồng mông và bồng vế. Vế thì nó cách gì, cách đáy đây, nó cách đáy đây khoảng 10 cm thì mình sẽ đo vế ha, vế hay gọi là đùi. À, nó chỉ cần bốn thông số vậy thôi. Và cách thứ hai là các anh chị lấy một chiếc quần của anh chị, à, có thể quần đó nó không vừa hoặc là nó không đẹp cũng không sao ạ. À, bây giờ thì mình hướng dẫn cách đo trên quần ha, để hình dung thì mình sẽ để quần trên bàn mình đo cho mọi người dễ thấy hơn ha. Trước tiên thì mình sẽ lấy phần dài quần, phần lưng quần này đây ha, ngay đầu lưng quần này thì mình sẽ kéo xuống tới gì, cái phần dưới lai này thì được bao nhiêu thì sẽ là chiều dài của quần ha. Đây là quần mẫu của mình, ví dụ quần mẫu của mình là 100 ha, nhưng mình muốn dài hơn thì mình sẽ đo gì, à, mình muốn nó dài hơn thì mình sẽ cộng thêm vô, và mình muốn nó ngắn hơn thì mình sẽ trừ bớt đi. Ví dụ 100 mình thích dài thêm một hai phân gì đó thì mình cộng một hai phân thì nó sẽ ra chiều dài của quần mình ha. Còn quần mình mặc vừa thì mình cứ để nguyên như vậy ha. Và tiếp theo nữa là gì ạ, còn lưng, à, thứ nhất là chiều dài ha, thứ hai là lưng, thứ hai là lưng thì mình sẽ đo vậy. Đây bắt đầu từ ngay chỗ này mình sẽ gập vào đường gì, đường quay dê này vào ha, thì mình sẽ để đây, kéo lên đây, và mình sẽ đo đo quanh, quanh như thế này, mình sẽ đo quanh tới đây, tới ngay chỗ gì, dây kéo đây, tới đường kéo dây kéo này đây, thì mình sẽ được gì, vòng lưng. À, nên mình sẽ được vòng lưng. Thực ra thì mình chỉ tới đây thôi, nhưng mà mình để cho mọi người dễ hiểu thì mọi người sẽ kéo tới đường dây kéo này đi ha, à, tới đường dây kéo này thì mình sẽ được vòng lưng đây 90, hoặc là mình có thể mình làm như vậy cũng được, mình có thể mình gấp, à, mình gấp chỗ đường dây kéo này vô ha, đây nó như vậy thì mình sẽ gấp đường dây kéo này vô, và mình sẽ gấp gì, đường gì, đường quay dây này vô, à, mình sẽ gấp vô, mình sẽ làm như vậy đây, và mình đo nửa vòng lưng, mình đo như vậy thì mình sẽ đo nửa vòng lưng, nửa vòng lưng ha, đây mình đo nửa vòng lưng thì đây là 45, à, 45 nửa vòng lưng như vậy thì nó ra 45, thì nó cũng cộng lại thì nó cũng là 90 đấy. Đây 45 thì cộng lại nó vẫn là 90 ha, hoặc là mình đo nguyên vòng quanh, hoặc là mình đo nữa như vậy thì nó cũng ra như nhau ha, thì mình sẽ được vòng lưng. Tiếp theo nữa là mình sẽ đo vòng gì, à, vòng mông. Vòng mông thì mọi người bắt đầu từ cái chỗ gì, điểm cuối của dây kéo đây, điểm cuối của dây kéo đây, à, điểm cuối của dây kéo đây, mọi người kéo qua đây cho mình, kéo ngang qua đây cho mình, kéo ngang qua đây, à, ngang qua đây và vòng qua phía gì, phía sau này luôn, vòng qua phía sau này luôn, sau này luôn đây, thì mọi người sẽ được gì ạ, vòng mông. À, mình sẽ kéo tới đây luôn, tới đường may này, à, tới đường may của đáy sau đây ha, đường may của đáy sau đây, đường may của đáy sau đây, à, mọi người kéo ngang qua, không lại xuống mà cũng không lại lên nha, mình kéo ngang qua đây thì mình sẽ được gì, tới đây nó được 50 bón thì mình sẽ được vòng mông là 5 bón. Tiếp theo nữa là cái vòng gì, vòng đáy. Vòng đáy thì mọi người chỉ cần kéo vòng đáy này ra, mọi người kéo ngang qua đây, à, là được bao nhiêu đó là ngang đáy ha, cái này ngang đáy này 35. Từ vòng đáy này xuống đây 10 cm thì mọi người sẽ kéo ngang qua cho mình, à, là sẽ được gì ạ, ngang đùi, ngang đùi, ừ. Và tiếp theo nữa là mình sẽ được gì, và tiếp theo nữa là mình sẽ đo gì, đo ống như này, mình sẽ đo ống như này thì mình sẽ được vòng ống, mình sẽ được vòng ống. Còn một cái nữa là gì, mình sẽ đo vòng đáy, à, mình sẽ đo vòng đáy đây ngay chỗ ngã tư này, ngã tư đáy ha, ngã tư đáy này thì mọi người sẽ đặt thức dây đây, kéo lên đây thì nó sẽ được gì, đáy trước, ừ. Và gì phía sau mình sẽ để ngay chỗ cũng ngã tư này, mình sẽ kéo lên phần gì, phần lưng này phía sau thì mình gọi là được là đáy sau. Nếu như quần các anh chị mặc vừa thì anh chị cứ lấy số đo y chang như vậy ha, còn nếu nó rộng thì mình sẽ thu vào ha. Ví dụ lưng 90 mà mình mặc mình cảm thấy nó rộng
à rộng khoảng 1 cây phân thì mình trừ đi 1 cây phân, hoặc là mình muốn lưng nó rộng ra xíu nữa thì mình sẽ cộng vào ha, nó không sao hết. Với cách đo này mình có các thông số là gì ạ? Là dày quần, lưng, ngang mông, ngang đáy, ngang đùi và phần ống là 6 ạ, và bằng gì nữa là phần vòng đáy nữa là 7. Tất cả là mình có 7 thông số. Với cách đo này thì nó đòi hỏi nhiều thông số hơn nhưng mà độ chính xác nó cao hơn tất cả các cách đo khác ạ. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách lấy số đo. Video sau thì mình sẽ nói về gì à, giá quần bên mình, à, cách thanh toán và cách giao hàng. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người.